năm món ngon cho người lần đầu đến Long Xuyên. Lẩu cháo cua đồng, cơm tắm nhuyễn, bánh xèo rau rừng, mang hương vị dân giả vùng Tây Nam Bộ. Mùa nước nổi từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm là thời gian đẹp nhất để đến An Giang. Ngoài tham quan rừng tràm trà sư, các khu chợ nổi, di tích văn hóa lịch sử, khám phá ẩm thực đặc trưng ở thủ phủ của An Giang cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ. Những món ăn dưới đây là gợi ý, cơm tắm nhuyễn. Cơm tấm là một trong những món ăn phổ biến ở Long Xuyên. Không cuốn hút bởi những miếng thịt nướng bản to như nhiều địa phương khác, đĩa cơm tấm ở đây đặc biệt ấn tượng nhờ những miếng thịt và trứng kho cắt nhỏ. Hạt tấm nhuyễn, bì, dưa chua ngọt, nhiều chỗ có thêm rau muống ngâm, ăn kèm nước mắm pha sệt. Mỗi đĩa cơm tấm có giá 25.000, 35.000 đồng. Địa chỉ gợi ý: 67 Lý Tự Trọng, 32 Phan Đình Phùng. 143, hai thoại ngọc hầu. Lẩu mắm. Đây là một trong những món ăn mang đậm nét đặc trưng của vùng sông nước Long Xuyên. Thành phần chính của món ăn được nấu từ mắm cá linh, cá sặc thêm sả, ớt, tỏi băm nhuyễn và nhiều nguyên liệu như thịt, tôm, mực, chả cá, cá hú, để nước dùng ngọt và đậm đà. Rau ăn lẩu mắm có hơn chục loại gồm điên điển, hoa chuối bào, rau muống bào, rau đắng, rau nhúc, bông bí, keo nèo bông súng. Thưởng thức món này phải có thêm chén nước mắm trong và ớt ăn kèm bún hoặc mì. Lẩu mắm có giá 150 000 200 000 đồng. Địa chỉ gợi ý 95 4 Trần Hương Đạo, 5 Dê Lê Lai, 291 Nguyễn Hoàng. Bánh xèo rau rừng. Bánh xèo được làm từ bột gạo, bột nghệ, thêm chút bia cho có độ giòn thơm. Nhân bánh gồm thịt heo, tôm, giá hoặc củ sắn, nhiều chỗ thay bằng cổ hủ dừa. Món này ở Long Xuyên ăn kèm hơn 20 loại rau rừng có vị chua, chát đặc trưng như xà lách, rau thơm, tí tô, húng quế, díp cá, lá bằng lăng, lá cách, cát lồi. Nước chấm ăn kèm đủ vị ngọt, chua, cay. Mỗi chiếc bánh xèo có giá 20.000-35.000 000 đồng. Ngoài bánh xèo, nhiều quán còn bán thêm bánh khọt nhân tôm địa chỉ gợi ý: 4, 4 Lê Quý Đông, 38 Lý Thái Tổ, 796, 5 Trần Hưng Đạo, 63, 2 Thoại Ngọc Hầu. Bún cá, món bún có điểm đặc biệt là nấu từ cá lóc đồng, thịt thơm, dai, ngọt và ít xương. Thịt cá được xào với sả và nghệ vàng, thơm, đậm vị. Nước dùng ninh từ xương cho vị ngọt tự nhiên. Ăn bún cá Long xuyên nhất định phải có giá, rau nhút, rau muống bông điên điển và hoa chuối thái sợi. Kèm bún cá còn có chén muối ớt và chanh cho vị thêm đậm đà. Một tô bún cá long xuyên có giá khoảng 20 000 30 000 đồng. Địa chỉ gợi ý 22, 24 Nguyễn Thái Học. 4 Lý Thường Kiệt, 60 Nguyễn Thái Học, 502 Võ Thị Sáu. Lẩu cháo cua đồng. Nồi Đồ cháo ghi điểm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt của cua đồng và vị ngọt của nhiều loại rau tươi. Người Long Xuyên thường dùng cua đồng xây nhuyễn, bỏ xác rồi nấu lên để lấy từng mảng thịt cua. Phần nước còn lại sẽ kết hợp gạo tẻ rang vàng hầm thành cháo, có thêm nấm rơm, đầu hành. Khi cháo sôi, nhúng thêm các loại mướp, mồng tơi, rau má và chấm cùng nước mắm trong có thêm ớt. Món này nóng mới ngon. Giá mỗi lẩu cháo khoảng 60 000 80 000 đồng. Địa chỉ gợi ý, quán lẩu cháo cua đồng sao mai, phường Bình Khánh hoặc 16 G1, Phạm Trự Lượng, phường Mỹ Phước.